Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy, thể theo chương trình đã ấn định, vào giờ này là buổi thuyết pháp do Thầy chủ giảng. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, cung thỉnh Thầy Quang Lâm Pháp Tòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thầy Quang Lâm giảng đường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi thuyết giảng tối hôm nay, cung thỉnh Thầy cùng toàn thể đại chúng niệm hồng ân Đức Bổn Sư cầu gia bị, cung thỉnh Thầy khởi niệm. Nam Mô Phật. Hôm nay là lễ quý nhật của cố thượng tọa ân sư, ý thức được tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Tại đạo tràng chùa Nhị Mỹ, hôm nay trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cố thượng tọa ân sư. Vào giờ này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh pháp âm của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả các vị, đồng thời xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành tấm thành tình quý báu để trở về đây tham dự lễ quý nhật lần thứ 8 của Thầy chúng tôi. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tu hành tinh tấn để hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lễ quý nhật ở trong chùa chúng ta gọi đó, nhưng mà ở xã hội chúng ta nói một từ nôm na là đám giỗ. Đó là một cái từ rất là dân gian Việt Nam của chúng ta. Từ đó khỏi cần dịch nữa.
hỏi các dịch giả hỏi đám dỗ là gì, không ông nào dịch được. Nhưng mà hỏi quý nhật hay là quý kỵ rồi đó thì người ta dịch được, bởi vì cái từ này vẫn còn mang cái gốc Hán Việt. Nhưng mà đôi khi chúng ta sử dụng những cái từ Hán Việt để mang cái nghĩa nó có một cái gì đó, nó có tính cách là văn chương hơn một chút trong một số từ ngữ chúng ta dùng. Dĩ nhiên là tiếng Việt chúng ta cũng có những từ phổ thông rất là hay, nhưng không hẳn là từ nào chúng ta cũng có thể là nghe nó hợp lý. Cho nên một số những trường hợp chúng ta cũng cần phải dành những cái từ mà gọi là chuyên môn, mặc dù nó là Hán Việt nhưng nó đã được phổ thông mà người dân gian Việt Nam chúng ta đã tiếp nhận và hiểu biết lâu rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta nói cái chữ chùa Nhị Mỹ, thì ở đây chữ nào là thuần Việt là chữ Nôm? Hả? Chữ chùa, đúng không? Còn chữ Nhị Mỹ là Hán Việt. Thì ở đây chúng ta hiểu cái gì? Cái chữ chùa, nếu mà cái chữ gốc ngày xưa thì chúng ta gọi là gì? Tự, đúng không? Như vậy bản hiệu mà nếu chúng ta viết bằng chữ Hán thì lại là Nhị Mỹ Tự, có nghĩa là chùa Nhị Mỹ. Nhưng mà cái chữ Nhị Mỹ vì nó là một danh từ, người ta ít có dịch, nhưng mà vẫn mang cái nghĩa để khi cần. Bởi vì có những từ nếu chúng ta viết thành chữ Việt thì nó dài dòng lắm. Nếu chúng ta để chùa Nhị Mỹ thì nó sẽ hạn chế đi cái sự dài dòng hơn. Người ta dùng một cái từ tôn xưng hay là thẩm mỹ gì đó thì người ta sẽ dùng một số từ có thể là từ dai mượn. Ví dụ như cái việc mà Đức Phật kết thúc cuộc đời, cái đó gọi là gì? Chết. Bình dân hơn là gì? Bán muối à, phải không? Xin lỗi, tôi không có nói động chạm đến nghề bán muối, nhưng mà cơ bản nhất là mình muốn chỉ một cái ai đó là người hàng xóm mình đã chết rồi, cái hỏi là ông A, ông B, bà B, bà C lúc này khỏe không? Rồi cái mình nói sao? Ông đi bán muối rồi à, hay là bà đi bán muối rồi. Cái đó bán muối là gì? Hay là chết. Nhưng mà có ai nói là Đức Phật đi bán muối rồi? Có không? Không. Tại sao? Bởi vì từ bán muối nó bình dân, nó cho chúng ta hiểu một cái nghĩa của một nhóm người, một cái gì đó mặc định. Cái từ mà chết hay chúng ta gọi là tử thì đôi khi chúng ta cũng chưa dùng cho Đức Phật nữa. Bởi vì cái chết Đức Phật nó không giống như cái chết những người thông thường. Mặc dù ai chết cũng sao? Thằng sao? Tắc thở, nói đại đi, sao không dám nói à, chết có nghĩa là người tắc thở. Vậy Đức Phật chết, Đức Phật có tắc thở không? Có. Đức Phật chết tắc thở, mình chết có tắc thở không? Có. Nhưng mà tại sao người ta nói là cái chết của Đức Phật không ai dùng cái từ gọi là thông thường như vậy, mà người ta phải dùng cho cái từ Niết Bàn? Từ Niết Bàn cũng không mang cái nghĩa là Hán Việt, mà cái từ đó gọi là cái từ Hán mà phiên âm từ cái chữ Bali là từ Nibbana, còn từ Sanskrit là Nirvana. Một số sách ngày xưa khi người ta phiên âm, có những nơi phiên âm là Niết Bàn. Niết Bàn vẫn đúng. Niết Bàn phiên âm từ sử Sanskrit có nghĩa là Nirvana, mà dùng chữ Hán để phiên âm cho từ Bali thì người ta phiên âm là Niết Bàn. Từ này chưa mang cái nghĩa trọn vẹn Hán, mà Hán phiên âm từ Sanskrit. Một số người họ dựa vào chữ Bali thì họ phiên âm là Niết Bàn, bởi vì cái từ gốc của chỉ cho cái sự ra đi của Đức Phật là Nibbana. Thì ở đây chữ Niết Bàn hay là Niết Bàn mới là phiên âm Hán để mà phiên âm cái từ Phạn hay là Bali thôi. Rồi sau đó Việt Nam chúng ta mới dịch lại. Thì cái ý nghĩa của Niết Bàn là gì? Là giải thoát, là ra khỏi rừng mê, là người chấm dứt sanh tử gì đó. Đó là bắt đầu chúng ta dịch theo cái nghĩa là Niết Bàn gì đó. Nó ra nghĩa gì? Vậy thì ở đây tại sao tôi phải dẫn chứng về điều đó? Bởi vì hôm nay nếu chúng ta dùng một cái từ thông thường ở dân gian mà người ta dành cái lễ như thế này để dành cho cha mẹ ông bà của chúng ta thì chúng ta gọi là đám giỗ, là từ dân gian nhất. Nhưng mà trong chùa chúng ta dùng một cái từ mang cái nghĩa chuyên môn trong chùa một chút để dành cho những vị thầy
theo con đường Phật Pháp mà ra đi thì người ta gọi là lễ quý nhật. Cái ngày đó là ngày đặc biệt, cái chữ quý nó mang cái nghĩa là đặc biệt một cái gì đó. Quý là mang cái nghĩa thiêng liêng, đặc biệt. Chữ quý là H, H-U-I. Ở đây chúng ta là như vậy. Giống như một cái vị vua tên là Lê Lợi đi, thì ai mà trong triều đại đó mà tên Lợi thì đều phải đổi hết. Bởi vì người ta gọi là kỵ gì? Kỵ gì? Kỵ quý. Tức là kỵ tên của vua đó, tỵ những cái điều đặc biệt, những điều thiêng liêng, những điều mà gọi là chúng ta không lạm dùng như vậy. Đó. Ví dụ vua mà ta lấy cái niên hiệu hoặc là tên Lê Lợi gì đó, thì ai ở trong xã hội vào thời bấy giờ mình đang tên Lợi mà nghe vua Lê Lợi có rồi thì mình phải đặt ra tên là Lai gì đó, hay là Lý gì đó, hay là một tên gì đó mà phải chạy đi. Và các từ mà trong xã hội lúc đó dùng mà từ gì dính líu đến chữ Lợi thì phải đổi một cái từ nào na ná thế nào đó, chứ không dùng chính hiệu của một cái vị vua đang là. Thì chúng ta thấy là như vậy. Thì đây khi mà chúng ta nói cái lễ quý nhật, còn xã hội người ta dùng cái từ vẫn có, người ta dùng cái từ tục truyền hơn một chút lớn là lễ quý kỵ. Tại sao người ta dùng chữ kỵ? Cái chữ kỵ là cái ngày cấm kỵ. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như ngày cha mẹ mình qua đời hay là ông bà qua đời, đó là ngày buồn. Ngày đó chúng ta không được quyền ăn mặc quá ư là hào nhoáng. Cái ngày cha mẹ qua đời là cái người mang tang thì không được, có nghĩa là nhậu nhẹt sa đà. Thậm chí không có thể là cầm micro ca hát với mọi người, cũng không được quyền là cụng ly cụng chén. Đúng nghĩa là như vậy. Cái tính kiêng kỵ ở trong đó là những cái ngày này là ngày buồn, ngày thiêng liêng, ngày mà người thân mình ra đi, thì có những cái lễ xưa mà người ta đặt ra để cho con cháu và người thân không được làm vượt qua cái mức của một người đang mang tang. Các vị nên nhớ, cho nên người ta gặp là cái chữ kỵ là mang nghĩa đó đó, chứ không phải là ngày đó nó kỵ cái gì kỵ cái kia. Ví dụ một số người nói đang mang tang không được đám cưới, rồi bây giờ lỡ rồi, bây giờ con đã hứa nhau cưới nhau rồi, bây giờ lỡ ba má con lỡ chết rồi, bây giờ con cưới nhau có sao không? Cái này nó không sao về cái việc gọi là kỵ, có nghĩa là ba má chết cho nên hai đứa nó cưới nhau là chết chùm theo, nó không có mang cái nghĩa đó. Mà cái lễ xưa là khi mà người thân mình qua đời thì đám cưới là cái gì? Vui. Mà đám ma là gì? Là buồn. Mà người ngày xưa cái buồn dành cho cái sự ra đi của cha của mẹ, người ta để hiếu tới 3 năm là. Cho nên trong suốt thời gian đó người xưa là có đám cưới cũng quỷ. Quỷ ở đây là vì sao vậy? Không nên tổ chức tiệc vui trong thời gian mà mình còn quá gần gũi với người mà ra đi mới có mấy tháng hay là mới có một năm. Ý là như vậy đó. Chúng ta có những cái truyền thống, những cái tục lệ rất hay mà đôi khi là chúng ta không để ý. Đám cưới không được trong cái thời điểm đó là như vậy đó, chứ không phải là mình tổ chức ngày đó rồi mình bị xui cái gì, xui không xui gì. Nhưng mà trước hết là về đạo đức. Về đạo đức người ta thấy người thân mình như vậy nhưng mà tại sao là mình có thể vui được để mà có thể làm chuyện này, chuyện này, chuyện này. Thì cái này người xưa người ta sẽ đánh giá về đạo đức và cái tình của mình dành cho người quá cố. Ngày xưa người ta giữ cái lễ, cái đạo đức, cái danh giá của một con người, cho nên người ta giữ từ lời ăn tiếng nói và mọi thứ để tránh đi điều tiếng một cách không hay khi mà người thân của họ qua đời. Nó quan trọng vậy đó. Nhưng mà tôi thấy rằng cái đó là chuyện đó là chắc là chuyện xưa rồi quá ngày hôm nay dường như là có thể là không được lâu dài như vậy đâu. Có thể do một cái trào lưu của xã hội, do một cái gì đó, tình cảm của con người. Cái điều đó là tùy nơi xét là mỗi con người chúng ta. Trở lại vấn đề, thì hôm nay là cái ngày cái như là ngày tưởng niệm, ngày ra đi của thầy tôi, mà cũng là cha. Thì tôi tổ chức cái buổi lễ mang cái nghĩa là bổn phận tôi phải làm. Các vị không có bổn phận trong này, nhưng các vị lại về với tôi, thì tôi trở thành người cảm ơn và ban ơn các vị. Bởi vì việc này các vị có hay không tôi phải làm. Với đạo lý con người nó là như vậy. Việc này nó không thuộc về đạo đức các vị. Các vị có mặt càng tốt, không có mặt các vị cũng không lỗi đạo. Nhưng tại sao các vị phải vượt đường xá xa xôi để các vị về đây cùng chia sẻ với tôi trong những ngày lễ này? Các vị thể hiện cái tình của các vị dành cho tôi.
Và chính cái tình các vị dành cho tôi, thì bổn phận tôi là một người tổ chức cuộc lễ cho thầy tôi, tôi phải mang ân tình của tất cả các vị. Về đạo lý con người là như vậy. Nên đời đầu tiên trong các buổi giảng khác tôi không có cảm ơn, có phải không? Những buổi giảng khác không cảm ơn, nhưng tại sao buổi nói chuyện hôm nay tôi cảm ơn các vị? Vì các vị hôm nay là người ơn của tôi, đúng không? A Di Đà Phật. Vậy là hôm nay tôi có nói cái gì đó, đừng có nói là tôi ban pháp thoại, mà hôm nay là tôi đang trả nợ. Có phải không? Cho nên là nói ban là tôi phải cho các vị cái điều gì đó, mà này tôi không có cho, mà tôi đang trả cái ân tình bằng tính cách là các vị đến đây tôi biết làm gì giờ. Tôi không có cái gì để mà có thể khác hơn được bằng cách là đem những gì mình học Phật được chia sẻ với các vị. Và đặc biệt vì hôm nay là cái ngày coi như là cũng thiêng liêng trọng đại trong cái đạo lý làm người, mà nhất là làm con, là một người vừa con ở đời mà như một người đệ tử trong đạo. Cho nên tôi muốn lấy những cái lời thầy tôi răn nhắc và dạy tôi, mà tôi thấy rằng cái đó có thể giúp cho chúng ta để làm kim chỉ nam trên lộ trình tu học, mà tôi thấy ứng dụng thành công và có lợi ích. Thì tôi muốn chắc góp một vài ý tưởng trong những điều mà thầy tôi từng dặn dò, cân nhắc, khuyến khích, dạy dỗ tôi khi còn ở bên thầy, mà tôi vẫn mang trong lòng và tôi thấy ứng dụng có thể đem lại hiệu quả tốt được. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với một cái câu mà thầy tôi từng dạy tôi từ năm xưa. Đó là câu là hay làm những việc khó làm. Và đó là chủ đề tôi muốn chia sẻ với các vị. Hay gì đâu vậy? Hay làm những việc khó làm là một trong nhiều câu nói mà thầy luôn khích lệ tôi. Tại sao thầy tôi nói những điều đó? Bởi vì thầy tôi hiểu tôi rất rõ. Tôi là con người rất nông nổi, rất dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Phải nói là như vậy, thầy nuôi con từ nhỏ, dĩ nhiên thầy hiểu ý con mình. Cho nên các vị biết rằng tánh tôi như vậy, nhưng mà nông nổi, dễ nóng. Và dễ nổi nóng thì nó dễ phá hết các công việc. Rồi khi mà gặp những công việc mà nó có khó khăn trở ngại, tôi hay nản lòng và muốn bỏ cuộc. Vì vậy trong những hoàn cảnh đó, thầy hay cân nhắc và khích lệ tôi. Và trong đó một trong những câu nói mà thầy khích lệ tôi, cân nhắc cho tôi, đó là hay làm những gì khó làm nghe con. Đây là một cái động lực rất lớn khi chúng ta cảm thấy rằng nản chí và muốn bỏ cuộc. Rồi khi thấy tôi nông nổi thì thầy hay dặn kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Có những lúc nên nói chúng tôi là nông nổi nôn nóng cho một cái gì, tôi không đủ sức kiềm chế và tôi cũng không đủ sức bền bỉ dẻo dai. Thầy hãy nói là kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Những câu này nó trở thành cái nằm lòng tôi từ năm xưa. Rồi thầy hay lấy những cái câu trong 10 điều tâm niệm mà thầy từng nói với tôi là sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai là chí nguyện không kiên cường. Những câu này thầy lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi trở nên thuộc lòng. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng một người nào đó nói câu đó nó có tác dụng hay không là tùy vào cái tính chất và hành xử của con người đó. Cũng cùng là một câu nói, nhưng mà có thể một người khác nói người ta không tác dụng. Nhưng mà cùng là một câu nói, nhưng mà một người này nói thì lại có tác dụng. Thì sở dĩ thầy tôi nói lên những cái điều đó mà có tác dụng để làm động lực khích lệ tôi là chính là con người của thầy tôi. Tôi nói là như vậy. Thầy tôi là một cái người mà gọi là bán thế xuất gia. Có nghĩa là những người đã một nửa trong cuộc đời rồi một nửa đi tu, mà tôi đã từng đặt cái bài thơ là nửa đời nhiều nỗi đắng cay. Tức là một lần đó tôi đặt bài thơ cho thầy tôi là nói về nửa cuộc đời thế tục và nửa cuộc đời trong đạo. Mà ở dưới tại bàn thờ tôi vẫn còn ghi lại hai cái câu mà để tưởng niệm nhớ thầy. Tôi ghi hai câu gì ở phía trước bàn thờ? Có ai thuộc không? Ai thuộc tặng một món quà bằng giá trị 200.000 hả? Trong hội trường này. Nhưng mà nghĩ người ngoài hội trường thì chắc là thuộc á, hoặc là chạy xuống dưới coi. Xin thưa các vị,
Hai câu này tôi đặt vào lúc 12 giờ rưỡi đêm, vào đêm thầy tôi mất. Tức là sau 15 phút thầy tôi qua đời. Tôi đặt hai câu là: hai gánh nặng đạo đời thầy lo trọn, biển non kia sao sánh kể ơn người. Đây là hai câu tôi đặt để suốt ở trong cái lễ tang mà phía sau, rồi để thờ, và cho đến ngày hôm nay tôi cắt vào như một cái tấm hoành phi, nhưng mà không dám suy nghĩ như hoành phi mà tôi cứ khắc vào bản gỗ vậy thôi. Tại sao vậy? Tôi mới làm được điều đó. Bởi vì tôi là một người sống gần gũi và hiểu thầy rất nhiều và cảm nhận. Từ hai gánh nặng đạo đời thầy lo trọn, có nghĩa là nửa trong cuộc đời lo cho người như một người xã hội, nửa cuộc đời còn lại lo cho đạo pháp. Về mặt tự thân, thầy tôi không mang cái nghĩa là nói niết bàn giải thoát gì cả. Thầy tôi không làm những điều cao siêu nhưng các bậc tôn đức hòa thượng hay là những cái bậc gọi là chân tu thạc đức khác từng làm. Nhưng mà những hành động thầy tôi làm, tôi nghĩ cả đời tôi chưa chắc gì tôi làm được những điều đó. Cho nên những cái câu nói của thầy tôi trở thành động lực là như thế. Các vị biết tôi đã ngủ ở bên chùa từ thở nhỏ, mặc dù rất sợ ma, nhưng mà ngủ ở chùa là 7-8 tuổi tôi đã ngủ ở chùa. Nhưng những điều tôi được chứng kiến trong cái cuộc đời của mình khi ở gần thầy, những cái hành động đơn giản thôi mà tôi nghĩ rằng bản thân tôi sẽ không thể nào làm được. Những điều diễn ra là hầu như điều gì tôi cũng biết. Như bây giờ khoảng 1-2 giờ đêm đang ngủ vậy đó, cái có người gõ cửa: chú Tư ơi, chú Tư ơi. Chú Tư là thầy tôi đó. Ở địa phương người ta nói như thế. Hoặc là có những người tế nhị hơn là: thầy Phước Đại ơi, thầy Phước Đại. Câu này thường nghe. Rồi cũng có một số người cũng gọi là thầy ơi. Thế. Đại khái là những câu này tôi thường nghe 11, 12 giờ đêm hoặc 1, 2 giờ đêm. Đó là chuyện bình thường. Gọi cái gì? Thầy ơi, bà ngoại con hấp hối, thầy hoan hỷ đến để mà hộ niệm giúp bà ngoại con. Rồi, thậm chí cũng 11, 12 giờ đêm thì cũng có những người gõ cửa gọi. Mà các vị biết ngày xưa 11, 12 giờ đêm khác bây giờ chứ. Bây giờ là đèn điện, còn ngày xưa làm gì có điện. Ngày xưa 8 giờ mấy, 9 giờ là ngủ sạch trọi. Con đường đâu ai dám đi, đâu có một bóng nào đâu mà đi. Ngày xưa mà 10 giờ là khuya rồi, chứ không phải như bây giờ chúng ta thức cả một vài canh đêm đâu. Không phải là như vậy. Thời điểm đó mà gõ cửa kêu là tôi thấy là như vậy. Thì thầy tôi bật dậy làm gì? Bắt đầu là quẹt cái hộp, quẹt lên là đốt cái đèn dầu đó đi ra. Rồi cái gì hỏi gì? Một số người thì thầy coi ngài cho con tẩn liệm ba má ông bà hay là người thân. Mà tôi nói là trường hợp này thường xuyên xảy ra. Đó là những cái điều mà gọi là tôi nói thật sự trong cuộc đời tôi không dễ dàng gì tôi làm được chuyện này. Hãy nói là như thế. Tôi nghĩ rằng cái điều đó tôi có thể làm nhiều thứ, nhưng mà những điều như thế này tôi làm không được các vị. Có thể cái gì cái chứ không thể phá tôi 1-2 giờ đêm mà phá tôi như vậy được. Cái kiểu đó là tôi dễ nổi máu lắm đó. Tôi không làm được chuyện đó. Đó, những điều mà tôi nói là hay làm những việc khó làm. Rồi, có những lúc tôi thấy rằng thầy tôi bệnh giống như sốt rét nóng lạnh vậy đó, nằm trên giường chùm mền rung như thế. Nhưng mà có những người thậm chí trời mưa rút rắc, mưa như chiều giờ vậy. Rồi mưa lớn có, mưa nhỏ có, nhưng mà người ta dẫn đến: thầy ơi, bây giờ việc đó là gia đình con vậy vậy đó, thầy đến tụng kinh giúp giùm gia đình con thế thế. Tôi đã nghe được cái tiếng từ chối của thầy tôi nha. Thầy nói là tôi bệnh như thế này tôi đi đâu có nổi. Bây giờ tôi đang sốt, tôi đang bệnh như thế này mà tôi rung an phát khét như đây đâu dám nổi. Nhưng mà người ta năn nỉ: thầy ơi, thầy đến tụng một thời thôi. Một thời thôi. Rồi nói quá này kia, bây giờ con không biết thỉnh ai, giờ trời mưa gió mà này kia kia nọ, nơi con ở không biết thỉnh thế. Rồi tôi là người chứng kiến, thầy tôi vô lấy dầu gió gì ngày xưa tôi không biết, dầu kim vàng vậy không biết ngày xưa, cha vàng đó. Đầu mới xét nha. Chét mũi, chét bàn tay, chét hết ha. Rồi lấy cái khăn mà khăn sọc, gọi là khăn vàng tắm ngày xưa của mình đó, khăn chính hiệu của quê hương đó, chùm vô.
mới xiết cái vòng cổ này, mặc thêm chiếc áo lạnh rồi đội cái nón lá lên, rồi bắt đầu là tôi thấy thầy quải đại đi. Những cái này là tôi chứng kiến nha, tôi thấy rất là rõ. Mặc dầu bệnh hay uống thuốc đang nằm như thế, nhưng mà những lời than và lời năn nỉ của mọi người thầy tôi không chối từ được. Và tôi nói thật sự những cái này tôi nghĩ con người tôi cũng không thể làm được. Tôi xin lỗi các vị là như vậy, rất khó để có thể làm nha. Những điều này tôi không thấy cao siêu nhưng mà như vậy. Rồi tôi là người mà gọi là chứng kiến những cái điều mà thầy tôi là đi đám mà về khuya đó, 11, 12 giờ, 1, 2 giờ khuya mà đi về bằng cái đuốc lá dừa đó. Thậm chí có những đêm mưa giông, đội cái nón, quải cái đải, tay xách dép và tay cầm đuốc lá dừa. Đi ở đâu đó tôi không biết, đi đám nơi nào đó. Điều này rất thường xảy ra. Và tôi nói rằng thầy làm được những điều mà tôi nói, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được, không thể vượt qua. Các vị biết rằng tôi tự nhắc nhở mình rất nhiều trong cuộc đời khi tôi làm việc nhiều thứ, mà nhất là làm việc cho xã hội. Tôi nói cái chuyện như thế này, cái việc quy y cho mọi người, tôi nói thật có những lúc tôi phải tự chiến đấu với mình để tôi làm. Tôi chiến đấu bằng cách nào? Dĩ nhiên là trong một vài bài giảng đó tôi có nói một người tôi cũng quy y, đúng không? Cho nên người ta dựa vào câu này đó là tôi cảm thấy là gậy ông đập lưng ông á, gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà tôi nói như vậy nhưng mà người ta không có hiểu hết ý, hoặc là người ta cũng không cần để ý, thì người ta là như vậy. Sáng người ta đến thì khoảng 8 giờ người ta gặp tôi, tôi nói thầy giúp quy giùm con, bởi vì 12 giờ này con lên máy bay rồi, đi về đâu đó, về Mỹ, về Hàn, về Đông, về Tây. Những cái này nó thật với các vị, tôi cảm thấy người ta sai một cách khoa học quá. Nhưng mà muốn làm những việc này, nhiều khi tôi nói là ủa sao, tại sao các vị về các vị không báo trước? Ví dụ các vị nói là hôm nay muốn quy thì hôm qua các vị sao không điện cho chùa, các vị điện lại, hoặc các vị nói rằng cho là ngày đó sắp xếp có quy được hay không. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng là do tôi hứa một người tôi cũng quy y, cho nên là bây giờ họ đến bất cứ giờ nào có một người cũng nhờ tôi quy y. Tôi nói thiệt các vị á, cái câu của thầy tôi lúc đó bắt đầu nó sống lại trong đầu tôi ghê gớm lắm. Phải tự dằn lòng, hay làm những gì khó làm nha con. Nè, mà ghê vậy đó. Các vị biết lúc đó bắt đầu cái câu đó nó trở lại trong tôi như câu thần chú vậy đó. Bắt đầu nhẩm nhẩm, một hay làm những gì khó làm nha con. Mà nói mà con người cũng nói, cũng ấy làm nha con. Mà các vị biết như vậy đó. Nhiều trường hợp như thế. Rồi tôi nói các vị sao? Ví dụ bây giờ đó là rằm tháng 4, tháng 7, tháng 10 gì đó, tôi những cái đợt rằm tôi mới vừa quy xong, giờ khỏi chánh điện, thầy con đến trễ, làm sao giúp con luôn quy đợt này cho kịp ta. Rồi lúc đó bắt đầu là hay làm những gì con làm nữa nghe con đó. Lúc đó bắt đầu câu hay làm những gì khó làm bắt đầu nó bắt đầu khởi lên, không khởi câu đó làm không được. Tôi mới nói với vị đó rằng tôi nói tại sao cái này thông báo rồi mà nãy kia con kẹt xe hoặc là hôm con thức khuya sáng tự nhiên ngủ quên, cái tự nhiên giờ mới nhớ chực lại chạy xuống trễ rồi. Các vị biết như vậy á, con người mà, tôi nói thật, tôi nói với các vị, tôi từng nói tôi đâu có thần thánh. Các vị biết lúc đó đó máu nó cũng dồn về não tôi chứ. Nhưng tôi cũng phải mọi cách để làm sao là mình có thể làm được việc đó, mà mình có thể là chấp nhận làm được, chưa chắc là thoải mái, nhưng mà làm sao sai con người mình phải làm điều đó cho người ta. Bắt đầu tôi cho ra những cái vấn đề, tôi nói là một vài tôn giáo họ đi kiếm từng người để trở thành tín đồ, họ kiếm rất là cực, mà kiếm được một người họ rất là mừng. Như vậy tại sao cái này là một nguyện vọng chính đáng, người ta tự nguyện đến xin mình quy y, tại sao mình không làm? Đó là những câu bắt đầu nó xuất phát trong lòng tôi. Tôi phải đưa ra những cái gì mà tôi cảm thấy rằng nghĩ để bao biện cho được hành động của họ, để lòng tôi cảm thấy thoải mái và an lạc để làm. Và bắt đầu đó tôi mới dằn lòng xuống, và có những lúc tôi cho rằng làm được như vậy mới hay, và bắt đầu là tự cho mình như vậy, thậm chí tự vẽ bùa đeo như vậy, bắt đầu hoan hỷ. Hồi nãy là hơi nhíu mày chút xíu, cái bây giờ cái thôi các vị lên đi ha, nó cười được rồi đó, nó cười được rồi. Tức là chiến thắng mình được để làm. Tôi nói với các vị là
Cái đó là tôi nêu trong muôn vàn trường hợp nha. Tôi nói ra để làm gì? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị là tại sao thầy tôi từng cân nhắc tôi bằng cái câu hay làm những việc khó làm nhé con. Bởi vì thầy nói rằng cái việc dễ ai làm được, đâu hẳn là cần mình. Mà cái việc gì người ta không làm được mà nó cần mình, mà mình có thể làm được, điều này quan trọng. Và tôi nói một nhà tu làm những việc này là bổn phận. Tại sao chúng ta không chiến thắng mình để làm? Người ta xin quy là việc chính đáng mà. Chuyện này là mình là người truyền giáo, mình là người học Phật, mình là cần người giúp cho người ta để quy y. Cái việc này nên mà, dù một người cũng là cần thiết mà, tại sao mình không làm? Những cái này tôi tự đưa ra và tôi cũng tự mắc bẫy cái này rất là nhiều. Bởi vì thật sự mà nói, tôi nói như vậy có nghĩa rằng muốn quy y một người tôi vẫn giúp, nhưng mà cũng phải biết thời gian tôi một chút chứ. Ví dụ trước khi đến chùa bây giờ nó là mấy tiếng hồ nữa, là chiều nay xin thầy quy y được không, hay là cho này cứ có điện thoại đâu chứ. Đôi khi là đi chơi quên giờ quên ngày luôn, cái tới chừng mà chuẩn bị đi về hay là đi đâu đó cái giật mình, cái là bắt đầu quay lại sai tôi làm. Cái đó này giống như đặt cọc sẵn là từ hồi nào vậy đó. Xin thưa các vị, có những điều như thế. Chứ còn chuyện mà một người quy y là chuyện đương nhiên rồi. Tôi làm cái chuyện đó là trong đời tôi làm suốt rất là nhiều. Tôi nói với các vị ở đây, có những cái thật sự mình thấy mình cũng có suy nghĩ, nó có cũng những cái điều như người bình thường từng nghĩ vậy. Và có những lúc tôi chối từ, tôi thấy người ta rất là buồn. Nhưng mà người ta buồn đã đành rồi, như một số người mà vừa buồn mà vừa nhép nhép cái miệng gì, tôi không biết họ nói cái gì. Vừa buồn mà vừa đi ra đó là họ lép nhép cái này, tôi không biết họ nói cái gì đó. Nếu nghe được cái đó thì hay lắm đó. Xin thưa các vị, nhưng có những trường hợp họ quay ra rồi tôi kêu vô, mình không có nở các vị. Mặc dù mình thấy người ta quá đáng nha, giống như mình nói đừng ép người quá đáng vậy đó. Thì đôi khi người ta làm mình cũng cảm giác là như vậy. Nhưng mà khi mình chối từ một việc gì đó, người ta bước ra rồi, người ta đi về với cái vẻ mặt buồn bã, tôi cầm lòng không đậu các vị. Tôi nói thật lòng như vậy. Cho nên ai mà nói chung là cãi lộn với tôi mang cái nghĩa là mặt hung dữ đó nha, thì cái này tôi ngon lành lắm. Không sao. Nhưng mà ủ rũ khóc đồ này kia, vẻ buồn rồi đi ra đó, cái này các vị đánh gục tôi một cách khoa học. Nó thật ra như vậy. Cái gì mà thách thức tôi á, cái chuyện đó rất là dễ dàng với tôi. Con người tôi xưa nay là như vậy, không hiểu. Cái gì mà thách thức tôi rất thoải mái. Nhưng mà cái gì mà tôi thấy rằng tôi chối từ mà ai có vẻ đúng là đau khổ hoặc là thế này thế kia đó, sao tự nhiên mình cảm thấy rằng sao mình nỡ để người ta như vậy? Không có làm được. Dầu muốn dầu không, nó có nhiều lý do để nó giúp cho mình để có thể vượt qua được những cái bản ngã, cái mà cố chấp, cái mà mực thước của mình có những lúc mình cần phải phá vỡ để đến với mọi người. Và nhờ nhiều lời, tức là bên cạnh là lời Phật dạy, rồi bên cạnh lời thầy tổ dạy, rồi bên cạnh lời thầy tôi cân nhắc, tôi tìm nhiều cách để tôi tự điều phục mình, để tôi làm việc với cuộc đời, tự làm sao lý giải mọi mặt. Mỗi một lần thầy tôi nói những cái câu như thế, nó trở thành cái tác động lớn trong tôi. Bởi vì con người thầy đã làm được những điều đó, mà điều đó là điều tôi không thể làm. Xin thưa với các vị, hồi đó tôi ở với thầy cho đến sau này tôi đi xuất gia về, tôi nói thật sự với các vị là tôi không có đi đám. Thầy tôi cũng từng trách tôi những điều đó mà. Thầy đã nói câu như thế này: khi mà về đây có những lúc mà thầy gọi tôi đi đám với thầy, hoặc là những khi cần, tôi nói với thầy là con không có đi. Thì thầy tôi trách tôi nói một câu là: con đi tu mà như vậy rồi sống với ai? Đây là câu thầy tôi từng nói. Tại vì ở miền quê, chúng ta phần lớn đến với đời không phải những buổi thuyết pháp như vậy, mà đến với đời bằng cái tình là khi họ có hữu sự mà mình đi đến một thời tụng kinh, người ở địa phương quý lắm các vị, trân trọng các thầy vậy lắm. Ngày xưa thầy tôi đi đám thì được cái gì? Tôi là người hay lục vỏ đục túi của thầy khi đi đám về nè. Cái gì? Đâu phải bom nho như bây giờ, làm gì có. Chuối, nhang, bánh ít, rồi cái bánh gì gan gan này nè, bánh cúng, bánh cắp, đó, mận. Những cái này là những việc mà thường xảy ra trong đời. Thầy tôi đi đám là vậy đó.
đi về cái được ốp nhang cái để dành cúng Phật, được một vài cái trái cây chuối gì đó, cái cách đó, nhưng mà thầy tôi vẫn làm trong cuộc đời của mình. Cái đó tôi cảm thấy là hay, làm những việc khó làm đó, chứ đâu phải ngày xưa thầy tôi đi để rồi là được sự hậu tạ của gia đình thế nào. Hậu tạ lớn nhất của gia đình là lời tri ân và cảm ơn. Và cái điều đó cảm thấy rằng cái ngày thầy tôi qua đời đó là một cái câu trả lời mà tôi cảm thấy xứng đáng. Có nghĩa là người nở năm non bảy núi ngõ hẹp nào đó, hay thầy tôi qua đời nhiều bà già chống gậy đi, răng rụng hết cũng vẫn đi về tưởng niệm nhớ thầy Tư. Thầy Tư ngày xưa tôi đã như vậy, ngày xưa nhà tôi cất nhà thầy coi ngày vậy, nhà tôi mới với cái thầy Tư vậy. Chỉ những cái tình mà người ta đi về tham dự cái lễ thầy tôi rất là đông, từ những cái ân tình như vậy thôi. Mà những cái này tôi cảm thấy rằng đời thầy tôi đã làm được những điều như thế. Cái lời mà gọi là hay làm những việc khó làm là một cái câu mà gọi là tôi hay cân nhắc để giúp tôi vượt qua những cái khó khăn, gian khổ, những cái thách thức trong cuộc đời và cả trong cái quá trình hành đạo. Cho nên cái chuyện tu hành, sự nghiệp của mỗi con người khi muốn đạt được mục đích, người ta phải trả giá rất là lớn. Trong cuộc đời các vị muốn làm cái gì, các vị phải trả giá. Có những người vì sự nghiệp trong cuộc đời có thể họ trả bằng xương máu, có những người trả bằng sinh mạng của họ. Các vị nên nhớ là như vậy. Để có được một cái sự nghiệp, để đạt được cái gì như ý muốn trong cuộc đời, thì người ta phải trả giá rất là đắt để người ta có được, chứ không phải là bình thường. Một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Như vậy trở lại vấn đề này, Đức Phật của chúng ta vì sự lý tưởng giác ngộ, vì hạnh nguyện độ sanh. Các vị có thấy Đức Phật chúng ta đã trả giá cho lý tưởng giác ngộ của mình như thế nào? Đây là những điều mà tôi nói rằng hay làm những việc khó làm là như thế. Vì lý tưởng giác ngộ, việc đầu tiên Đức Phật phải trả giá là trả cái gì? Cả một kinh thành đang thuộc về Thái tử, vì người là kế vị ngai vàng mà. Trả giá đầu tiên là phải, người phải từ bỏ được cả một cái ngai vàng điện ngọc, vai trò của một vị vua tương lai, từ bỏ cả vợ đẹp con xinh đang là những nhu cầu của cuộc đời, tất cả mọi thứ. Đầu tiên vì lý tưởng giác ngộ, vì hạnh nguyện độ sanh, Đức Phật chưa biết rằng có đạt được hay không, nhưng Ngài trả giá rồi đó. Rồi sau sự trả giá đó là gì? Bằng những thời gian mà Ngài đi tầm đạo và khổ hạnh, quá trình tu tập, mà nhất là thời khổ hạnh của Ngài, Ngài trả giá bằng gì? Bằng cái bản thân còn da bọc xương, có phải vậy không? Các bạn trả giá không? Mà giác ngộ chưa? Chưa. Bén nữa là chết bên bờ sông Ni Liên Thiền rồi. Vậy là cái lý tưởng giác ngộ của Ngài mong mỏi như vậy, Ngài khá trả giá, thậm chí có thể trả giá bằng chính sinh mệnh của Ngài nữa. Có phải rằng vì một mục đích nào đó, con người phải cần làm những việc khó làm không? Việc đó dễ hay khó? Quá khó đi chứ. Việc này là quá khó. Đức Phật đã trả một cái giá rất lớn để có một cái lý tưởng giác ngộ này. Mà mục đích đi tu của Đức Phật hay là nguyện vọng đó, Đức Phật vì ai? Vì chúng sinh thôi. Còn chúng ta vì lý tưởng hay là chúng ta vì mục đích, vì sự nghiệp là vì ai? Vì chúng ta, và thậm chí có thể vì thân bằng quyến thuộc. Dù sao đi chăng nữa, nó nằm trong cái ân tình, cái của chính mình. Còn cái này Đức Phật là vì tất cả những người không phải là thân bằng quyến thuộc của Ngài. Cho nên đây là những điều đâu phải là dễ làm các vị. Cho nên đây tôi thấy những cái bậc mà gọi là hạnh nguyện đi theo con đường của Đức Phật cũng là những người hy sinh. Bây giờ nói cơ bản nhất là những thầy tu nè, những người có chí nguyện xuất gia hay là những gì mục đích giải thoát hay lý tưởng giác ngộ, những người này phải ôm cái hoài bão và chí lớn lắm. Không dễ dàng gì đánh đổ những nhu cầu của bản thân đâu. Tôi nói với các vị như vậy. Nếu một người tu không ôm trong mình cái nguyện vọng vì đánh đổi những gì của cuộc đời cho lý tưởng giác ngộ, cũng không phải vì một trái tim rộng lớn là vì cuộc đời, thì tôi nói thật sự, một người tu không dễ dàng gì có thể yên phận sống ở trong chùa để đánh đổi những nhu cầu của bản thân. Tôi nói trước là các vị này như vậy. Cho nên một thầy tu nào có thể tu được và làm lợi đạo được, người đó phải nuôi một cái nguyện vọng, cái gì để đánh đổi được cái này.
Như vậy cái gì đánh đổi được cái này? Những nhu cầu trong cuộc đời phải đem cái gì hơn mới đánh đổi được. Các vị phải nhớ vậy. Vậy thì cái người tu mong cái gì? Nếu người tu có chí nguyện vì muốn tìm ra lẽ đạo, muốn sống vì đạo, muốn giới thiệu đạo, muốn hy sinh vì đạo, thấy con người lầm than khổ đau, cần muốn đem đạo giới thiệu vào cuộc đời. Nếu những trái tim này nuôi dưỡng những nguyện vọng này và có ước mơ lớn này, thì quả mai ác được những nhu cầu cơ bản của bản thân để nuôi dưỡng lý tưởng và nguyện vọng đó. Còn bằng không, không dễ dàng. Cho nên một người muốn thực hiện được con đường lý tưởng và sứ mạng theo đạo thôi là khó vô cùng. Và cũng phải tự dặn lòng là hay làm những việc khó làm nha con, mới có thể làm được điều đó. Các vị thấy rằng phải nuôi trong mình cái nguyện vọng đó chứ. Các vị nên nhớ là như vậy. Tức là vì cái lý tưởng giác ngộ chúng ta học được, chúng ta thấy tuyệt vời quá. Nếu mà chúng ta có thể từ bỏ được tất cả những cái này để đánh đổi cho cái sự giác ngộ là còn gì bằng. Thì nếu mà trong lòng chúng ta có cái đó và chúng ta thấy được sự giác ngộ nó quý giá, thì chúng ta phải đánh đổi bằng những gì trong cuộc đời, thay vì chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta lại đánh đổi để vì mục đích đó. Vậy thì tất cả những cái này nó phải có những cái gì? Bản lĩnh, nghị lực và tâm nguyện rất là lớn lao. Cho nên sự tu hành các vị thấy đơn giản nhưng mà không đơn giản tí nào. Những người Phật tử đi tu học theo Phật Pháp cũng vậy. Các vị thấy rằng tu theo Phật khó hay dễ? Hả? Khó nhưng mà sao các vị thích tu? Thích tu mà không thích giác ngộ đúng không? Tu bình thường thôi, tu giác ngộ khó quá, hy sinh nhiều quá, có thấy không? Sống trong cuộc đời mà hy sinh nhiều quá, uổng thầy, có thấy không? Đây là những cái mà chúng ta trong cuộc đời là vậy. Giác ngộ con không biết tới chưa, nhưng mà sao trong cuộc đời này mà bỏ nhiều thứ, tiếc quá thầy. Các vị biết rằng tu học theo Phật không có dễ, nhưng mà tại sao tu học? Nếu các vị hiểu được rằng cuộc đời là vô thường, các vị thấy ân oán trong cuộc đời là quy luật, rồi các vị thấy thành bại được mất, những cái điều đó nó làm cho các vị có một chút gì đó nản lòng, nghĩ rằng mọi thứ có được trong cuộc đời tạm bợ quá. Hôm nay đang ôm sự nghiệp về đây, đụng cái ngày mai bỏ lại hết cho cuộc đời. Hôm nay đang là như vậy đây, những người vợ chồng cùng thương yêu, đụng một cái ngày mai làm mỗi một người một ngã. Hoặc là ra tòa ly dị. Ủa sao ngày hôm qua yêu thương quá, hôm nay lại trở thành hận thù? Ngày hôm qua đầu gối tay ấp như vậy, hôm nay lại lấy axit tạt. Thế tất cả những cái này nếu các vị nhìn sâu quán chiếu được, các vị bắt đầu có một cảm giác rằng mọi thứ trong cuộc đời có cái gì bền chắc ta? Nếu nghĩ theo Phật Pháp là vậy, đâu có bền chắc đâu. Và vì vậy các vị dù chưa giác ngộ trọn vẹn, nhưng bắt đầu các vị có lé lên được trong đầu là vậy là cũng phải kiếm một cái gì để làm chỗ nương tựa, lỡ cuộc đời bão giông rồi biết đi đâu. Phật Pháp là hòn đảo duy nhất để các vị nương tựa. Bắt đầu các vị mới có thể đánh đổi một phần nào đó để mua sự bình an cho mình, mua cái nơi nương tựa cho mình. Chứ còn không phải dễ gì các vị có thể từ bỏ được. Các vị khi đắm đuối vào một tình yêu thôi, các vị bỏ được không? Làm sao các vị biết trong đầu người đó nghĩ gì? Ngày mai người đó có thể đưa mình vào chỗ chết, ngày mai nó có thể từ bỏ mình cao chạy xa bay. Nhưng mà thật sự rằng mình có biết rằng điều đó đâu. Làm sao mình hiểu được trong lòng nó nghĩ gì? Nào đây, khi mà mình có một cái trí tuệ suy nghĩ rằng là nếu nó bỏ mình mà bằng cái tâm niệm là mình đang yêu chết yêu sống nó như vậy, thì mình có thể chết được đi, chứ đâu có thể nào mà giỡn mặt. Do nên ở đây khi mà như vậy rồi, khi các vị biết đến Phật Pháp rồi, các vị biết sao là tao yêu nhưng mà tao cũng phải chừa một chỗ để tao dựa chứ. Có nghĩa là tôi từng nói là yêu ai yêu một nửa là chỗ đó, đó. Còn một nửa cũng phải biết tu học. Mù quá cỡ nào chứ muộn con thôi, chứ còn con tao để thấy đường để tao còn đi chứ. Cái này rất là quan trọng. Mà sự thật ai giúp các vị được điều này? Chỉ có Phật Pháp mới nói lên sự thật này. Vậy thì trong cuộc đời sự nghiệp các vị cũng vậy. Sự nghiệp của các vị đôi khi sang tay một cái rất là nhanh. Và như vậy cái đó cũng không phải là cái chỗ bền vững. Cho nên vì vậy các vị đâu dễ dàng gì kiềm chế được những nhu cầu về sắc, về danh, về lợi, về ăn, về ngủ, về nhu cầu bản thân. Đâu phải dễ đâu. Nhưng mà nghĩ đến những điều đó các vị bắt đầu dừng lại bớt.
dừng lại bớt, ăn nhậu cũng dừng bớt, lao vào trong tình ái cũng bắt đầu dừng bớt. Bởi vì biết rằng là lao vào nhưng mà nó chưa phải là chỗ mà gọi là bền chắc lâu dài. Bắt đầu các vị tự kiềm chế để các vị có mặt ở các tu viện, để các vị mặc được chiếc áo tràng, để các vị biết ăn chay, để các vị biết bố thí, để các vị biết cúng dường, để các vị biết đạo pháp là cái đó. Nếu các vị không có suy nghĩ đến cái đó, không thể nào kiềm chế được cho những nhu cầu về bản thân các vị đâu. Khi tu tập rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta có thể giữ được mình và tại sao chúng ta có thể làm được những điều người khác không làm. Ví dụ bây giờ mình nói thẳng ra ăn chay thôi, dễ ăn không? Khó vô cùng chứ, dễ ăn là ai cũng ăn chay hết rồi. Nhưng mà làm sao ăn chay được? Nếu trong đầu các vị nói, ba cái thịt bây giờ ăn là dễ ung thư lắm mà ngàn ha. Nếu trong đầu mà các vị mà sợ cái bắt đầu là ăn chay à, ăn chay được. Có nghĩa là chúng ta phải nghĩ ra được một cái lẽ gì đó để mới kìm được cho chúng ta. Còn bằng không là những nhu cầu của bản thân nó thúc chúng ta mãi, không bao giờ chúng ta dừng. Nên nhớ vậy vậy. Sự tu tập dùng cái cách thức đó để quán chiếu. Vậy thì trở lại vấn đề, tôi muốn nói các vị điều gì? Vậy là tu học theo Phật là rất là khó, nhưng mà chúng ta tu ở một mức độ là tu đệ tử, hạn chế bớt những gì quá đà của bản thân trước cái đã. Còn lý tưởng giác ngộ cái chuyện đó tính sao? Tôi cảm thấy rằng cái mục đích của Đức Phật có mặt trên cuộc đời, Đức Phật tu học hay là Đức Phật làm tất cả các việc, là làm việc của Đức Phật hay là việc của chúng sanh? Việc của chúng sanh. Mà việc của chúng sanh là gì? Sự thật, việc của chúng sinh thời Đức Phật tôi không có mặt, tôi không biết nó như thế nào. Nhưng việc của chúng sanh hiện giờ là gì? Là tình, là ái, là tiền, là bạc, là tù, là tội, là được, là mất, là hơn, là thua, là ganh, là tị. Tôi thấy cái việc này việc của chúng sinh. Việc đang là đó. Tôi chưa biết Niết Bàn Cực Lạc giải thoát ở đâu. Nhưng mà các vấn đề này, có một số người họ trách tôi, họ nói rằng tôi giảng thì đám cưới, các vị biết rồi, tôi giảng đám cưới là quá nhiều đúng không? Có người nói rằng rất tiếc cho một sứ giả Như Lai đầu tròn áo vuông đi nói chuyện thế tục, đúng ra phải làm việc của Phật Pháp. Tôi mới hỏi vậy chứ việc Phật Pháp là việc gì? Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì chúng sinh. Vậy việc của chúng sinh là việc gì? Việc của chúng sinh là mấy việc đó đó. Việc của chúng sinh là việc đó đó. Tôi nói với các vị, những điều mà chúng ta không khéo, chúng ta trở thành nói chuyện nói khoét, nói trên ngọn cây. Mà tôi đã từng nói các vị mà, tôi nói một nhà doanh nghiệp, họ làm ăn họ có tiền, họ đem một cọc tiền về, họ đến chùa, họ gặp tôi đi chẳng hạn, họ cúng, bà thầy con làm ăn này kia khấm khá dư giả, con đem đến chùa con cúng dường. Tôi nói thôi đem về đi hả? Có không? Không. Tôi nói sao? Tôi nói sao? Thầy nói thầy biết á, đúng không? Nhưng mà ở đây cơ bản nhất là gì? A Di Đà Phật, phải không? Cảm ơn thí chủ, trừ ra tiền đừng bán heroin thôi ngang. Nói thẳng là vậy. Cơ bản nhất là nếu tiền đó từ một cái mồ hôi nước mắt của họ làm ra, họ đem đến chùa họ cúng, thì tôi cũng gật đầu cảm ơn thí chủ, cảm niệm công đức, chúc phúc chúc lành. Chứ tôi có chối từ cái số tiền đó không? Không. Nhưng mà khi họ làm ăn thất bại, gặp trở ngại, cũng chính họ đó, họ quay về đến chùa họ gặp tôi: thầy ơi, bây giờ công ty con là thế đó, hoặc là này cái nhà con bị thế chấp ngân hàng, hoặc thế đấy, làm ăn này cái thua lỗ thất bại rồi. Thì lúc đó tôi sao? Tôi là người tu mà chân chính mà nói Phật Pháp Niết Bàn giải thoát, tôi mới nói như thế này: chuyện đó chuyện thế tục, về tự giải quyết đi con, đúng không? À, nếu mà cần Niết Bàn giải thoát thì lợi thầy, cái chuyện đó chuyện thế tục, về tự giải quyết đi con. Đó. Các vị so sánh được chưa? Như vậy chuyện Phật Pháp và chuyện thế tục đó, vậy thì lúc đó thế nào? Tôi trở thành người gì? Người tu chân chính à? Hay là tôi người là hướng đạo đúng theo con đường của Như Lai dạy? Có phải không? Hay là tôi trở thành cái tội đồ thiên cổ đối với những người như vậy? Tôi chỉ thí dụ cho các vị thấy thôi. Rồi bây giờ hai vợ chồng người này lúc nào cũng đến chùa công phu công quả làm hết mình, thì lúc đó các thầy có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Nhưng mà lỡ cái công việc gia đình họ có gì đó, họ chuẩn bị đâm đơn ra tòa ly dị, cái họ đến cũng gặp thầy, ngày xưa thì đến chào thầy à, cười hoan hỷ lắm, hôm nay con đến công quả một ngày hai ngày đó, hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà lên đi,
bắt đầu con người mặt méo méo đi đến gặp thầy á, bắt đầu thầy con ảnh những bị tò ly dị thế thế với thầy, bắt đầu tu chân chính là ngang nước cái bàn. Trời ơi, chuyện đó chuyện của thế gian, về nhà đóng cửa dạy nhau đi, đừng làm phiền thầy. Mục đích của thầy là niết bàn giải thoát, cần thì đến đây hoặc thậm chí cuối cùng có ai chết thì kêu thầy thì đi tụng kinh cho có phải không? Thì ở đây chúng ta thấy tất cả những cái này tôi liệt nêu cho các vị, để rồi một số người cứ nghĩ rằng là một người tu là phải thế này thế kia và phải niết bàn cực lạc giải thoát. Tôi chưa biết niết bàn cực lạc giải thoát ở đâu, nhưng mà thiếu trách nhiệm với chúng sinh, không chia sẻ với những nỗi niềm đau khổ của họ, mà chúng ta chỉ cảm thấy rằng hạnh phúc thì chúng ta nhờ, đau khổ chúng ta bỏ người ta qua một bên. Vậy chúng ta lương tâm đạo đức thầy tu ở chỗ nào? Tôi chưa biết người đó thầy tu dở hay giỏi, nhưng mà bằng cách đó tôi không phục và tôi không tôn trọng. Tôi nói hẳn là như vậy. Chừng nào trầm mình với cuộc đời, chừng nào biết tiếp nhận với chúng sinh khổ đau, chừng nào mà gặp phải những mọi điều như vậy, rồi các vị mới thấy rằng người tu cần làm gì trong cuộc đời. Và tôi mới thấy rằng cái câu hay làm những việc khó làm là những chuyện mà gọi là không phải dễ. Câu rất đơn giản nhưng mà ứng dụng cho bản thân mình là không dễ. Tôi nói đơn giản thôi. Tiếp chuyện với nhóm nhà giàu và tiếp chuyện với nhóm nhà nghèo, giữ được tâm trạng mà không có bất cứ một cái gì khinh hay là trọng, như vậy là giỏi lắm rồi. Tại sao tôi nói giỏi? Bởi vì những người còn cái cố chấp, còn tham lam, còn muốn cầu được quyền lợi thì không thể nào tự tại trong cái việc tới tiếp giữa hai nhóm người mà lòng vẫn bình an. Dĩ nhiên là chúng ta tiếp gặp một cái người gọi là có điều kiện, danh giá, địa vị, mọi thứ đều có hết, chúng ta tiếp rất là thoải mái, chúng ta trịnh trọng trong việc đó. Nhưng mà một người cái điều kiện rất là khó khăn, hoặc họ nghèo khổ, họ thậm chí họ đến để vì chúng ta chia sẻ một cái gì đó, chúng ta có được bình thản khi chúng ta tiếp xúc với họ, hoặc là chúng ta có đủ cái sự cảm thông để tiếp nhận họ hay không? Chưa nói chuyện niết bàn cực lạc giải thoát vậy đó, chuyện đơn giản như vậy đó. Cái đó bắt đầu hay làm những gì khó làm chứ. Đơn giản như vậy thôi. Như vậy một người còn cái gì? Còn tham lam, cố chấp, còn tự ái, còn thế này thế kia, tất cả mọi thứ, làm sao làm được điều đó? Để làm được những điều đó, con người này phải buông cái ý niệm về mưu cầu lợi lộc ra khỏi cái đầu mình. Trong 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy một câu mà các vị phải nhớ: giao tế với người đừng mưu cầu lợi lộc, vì mưu cầu lợi lộc là mất đạo nghĩa. Như thế, vậy thì ở đây người tu đến với cuộc đời là mang cái nghĩa là người ta cần gì nơi mình để mình chia sẻ, chứ không mang cái nghĩa là người ta đến để làm gì cho mình. Người ta không làm gì cho mình, mà điều quan trọng nhất là người ta đến để mình làm gì được cho người ta. Mình chỉ tiếp cho người ta ngay đó là đủ. Đây là điều rất là quan trọng. Giữ được một cái trạng thái tâm như thế là chuyện không dễ tí nào. Tôi nhớ một cái câu chuyện của thiền sư Nhất Hưu Hòa Thượng, một bậc chân tu, có một cái vị đệ tử rất là giàu có. Một hôm, vị đệ tử ở trong cái làng đó như một địa chủ vậy đó, có người hầu kẻ hạ, lính canh gác rồi vân vân. Thì khi mà đến thỉnh thiền sư Nhất Hưu đến để chứng trai ở gia đình, thì lúc đó thiền sư là một người sống rất là đạm bạc, cho nên ăn mặc với phong cách lèn xèn đi đến đó để chứng trai. Thì khi thiền sư đến nơi, cái người gác cửa không cho thiền sư vào. Vì nhìn cái phong cách của thiền sư thấy sao mà lèn xèn quá. Tại vì hôm nay là chủ mình là chuẩn bị đón một bậc đại thiền sư, thì người ta nghĩ rằng là phải là phong cách ghê gớm lắm, phải ăn mặc chỉnh tề này kia kia nọ, chứ đâu có lèn xèn lôi thôi như thế này. Thì nói cách gì, lý giải cách gì, cái tên gác cửa không cho vô. Bắt đầu lúc đó thiền sư mới quay trở về, mặc một cái áo rất là trang nghiêm, đẹp, có giá trị. Bắt đầu thiền sư quay trở lại cái tên gác cửa, chào hỏi đón ngài, bắt đầu mời ngài vô. Sau khi ngài vô rồi, ngài cũng bình thường thôi. Thì cái vị mà gia chủ đó là một cái địa chủ giàu có đó, hết trai này cái nhiều món để ra đãi cúng dường cho ngài. Cái lúc đó ngài mới lấy cái ngài bỏ vô túi hậu, ngài lấy bỏ vô túi hậu. Cái gia chủ thấy: thầy
con còn chuẩn bị nhiều lắm, thầy cứ ăn đi, thầy cứ dùng đi. À, một lát nữa cái chuyện của đại chúng, một lát nữa con sẽ gửi về. Sao con thấy thầy cứ bỏ vô hậu hoài vậy? À, thì lúc đó thiền sư mới nói, ấy, hôm nay ngươi mời ta đến thọ trai hay là ngươi mời áo? Thì lúc đó nói là con thỉnh thầy mà. Ta nói không phải, nếu thỉnh tôi thì hồi nãy tôi vô được rồi, nhưng mà vì thỉnh áo cho nên là áo ăn chứ tôi không ăn. À, thiền sư nói là hôm nay ta nghĩ rằng ngươi là thỉnh áo chứ không phải ngươi thỉnh ta, cho nên nãy giờ ta lấy cho áo ăn đó. À, lúc đó thì gia chủ mới hiểu ra đây là một cái câu chuyện thiền của thiền sư Nhất Hưu. Tôi đọc cái này tôi rất là ngạc nhiên cho cách hành xử đó. Và chính vì đó ngài mới giảng và giáo hóa được cho gia đình. Ngài nói đừng nhìn người qua chiếc áo như thế, như thế một cái hành xử rất là tuyệt vời. Cho nên trong tôi không phải là thần thánh, tôi đã nói với các vị rồi mà, tôi cũng có những cái cảm xúc như mọi người vậy đó. Nhưng mà ở đây khi học Phật rồi, những lời Phật dạy, những lời chư tôn hòa thượng dạy, mọi người quý thầy dạy, tôi để lòng bắt đầu chia sẻ ra ứng dụng trong tùy trường hợp. Mình tiếp xúc với những người có điều kiện tốt mình thế nào, tâm niệm mình tiếp xúc với mọi người khổ đau mình thế nào, làm sao mình nhìn thấy rằng tâm trạng mình giữa cái này và tâm trạng giữa cái kia nó không có gì khác biệt. Lúc đó mình mới cảm thấy rằng à, mình đã làm được một việc khó làm. Nói thẳng là như vậy. Còn khi nào mình vẫn còn tâm trạng đó thì mình cho rằng là mình vẫn chưa được thật sự một cách bình đẳng giữa đôi bên. Cho nên vừa rồi có một cái bà già ở Tây Ninh, bà điện thoại, bà nói là tôi nhớ thầy quá, tôi muốn thăm thầy. Cái đó thì cô nhớ thầy, cô đứa cứ đi xuống thăm đi. Nhưng mà bà nói nhặt tuấn không tiền đi xe. Nhưng mà tôi nói là thôi bây giờ nếu không có tiền đi xe thôi cô có thể thăm qua điện thoại được rồi. Bà nói không, tôi muốn gặp thầy chứ không gặp thầy buồn lắm. Cuối cùng tôi phải nghĩ rằng thôi vậy cô đi đi, tiền xe thầy trả. À, rồi bà đi. Thì ở đây các vị thấy sao? Có những lúc mà mình cần phải xử sự một cái gì đó. Trước kia bà có tiền bà đi đến thăm mình rất là vui vẻ. Bây giờ bà không có tiền mình cảm thấy bực bội, đúng không? Nếu mà một người mình không kiểm soát tâm mình là ôi bà làm phiền tôi quá, thôi bà già rồi bà nghỉ ở nhà đi, đúng không? Nếu chúng ta như vậy là chúng ta chiến bại với chính lương tâm của chúng ta rồi. Chúng ta phải làm như thế nào? Ngày xưa bà có điều kiện bà đến thăm mình vui vẻ được. Hôm nay bà không có điều kiện, bà muốn đến thăm mình thì mình cũng phải giữ một cái trạng thái tâm như ngày bà đến thăm mình trước kia. Không thể nào mà bây giờ mình suy nghĩ rằng ô bà bây giờ bà già rồi, cũng bỏ đi gánh nặng rồi, phiền tôi quá, tôi còn nhiều việc để làm thế. Lúc đó mình tự chiến bại với lương tâm rồi. Và lúc đó cái câu bắt đầu là nhớ lời sư phụ dạy đó, hay làm những việc khó làm nữa đó nghe con. À, bắt đầu nhắc thức mình phải nói là vận dụng như thế. Cho nên các vị thấy rằng Phật Pháp là một cái trong những điều để giúp cho con người ta vừa tỉnh trí mà vừa ứng xử các vấn đề có đạo lý. Thông thường ai dạy chúng ta điều này? Đây là những điều mà chúng ta thấy rất cơ bản. Các vị thấy rằng chùa tôi, thậm chí căn phòng tôi, đa phần á, những cái vật dụng mà người ta cho tặng tôi mà tôi để lâu dài, nó phải có ý nghĩa. Ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa xuất phát từ những con người khổ đau. Ví dụ bây giờ một đứa bé đó nó bị ung thư gan, mà vì nó quý mến tôi, nó đến nó xin những lời khuyên mọi thứ, rồi về tự tay nó vẽ mà xốp á, nó vẽ rồi nó làm thành một cái bông sen, nó đến trao tặng tôi một món quà rất bình thường. Nhưng tôi có thể treo ở chùa rất nhiều năm, 4 năm sau khi nó hết bệnh nó quay trở lại, nó gặp cái tấm mà năm xưa nó làm tặng tôi, nó ngạc nhiên và nó xúc động, nó rơi 2 hàng nước mắt. Nó mới nói rằng thầy, con tưởng thầy đã bỏ cái này từ lâu rồi chứ, con nghĩ những món quà của con quá đơn sơ nhưng mà thầy vẫn còn treo cho đến ngày hôm nay. Khi quay trở lại tự nhiên con cảm thấy rằng xúc động vô cùng. Thầy nói là món quà của con nó không có giá trị về vật chất nhưng mà nó có giá trị về tâm hồn. Rồi á, người mù mà mằn mò mà có thể làm được một chậu hoa như vậy đem tặng tôi, cái giá trị của chậu hoa ở chỗ là họ người mù họ làm được điều đó để họ dành cho tôi. Những cái món quà xung quanh trong cuộc đời của tôi,
nó gắn liền rất nhiều với những cái chuyện như thế. Như vậy các vị thấy nghĩ, khi tôi nhận món quà đó, tôi nhận cái gì? Cho nên tôi làm sao tôi có thể sử dụng những món quà như vậy hời hợt được? Cho nên có những cái mà có những người nói, ủa sao mà thấy nó xấu quá, không đem bỏ đi. Sự thật, tại vì người ta cảm thấy cũ xấu có thể bỏ, nhưng mà tôi có thể chưa bỏ được. Bởi vì mình chưa tận dụng được hết những gì mà mình thấy rằng mình có thể xài hết được tâm hồn của người ta dành cho mình chứ. Và đó là những cái mà gọi là phải tự luyện tập cho mình, phải tự cân nhắc cho mình để sống trong cuộc đời. Chứ tôi nói thật sự với các vị, tôi với các vị giống nhau, nhưng mà tôi phải tự tìm những cái gì để giúp cho mình, là vì mình cảm thấy mình có trách nhiệm chúng sinh, hay là mình là một người tu, mình mang nợ nhiều của đàn na, của chúng sinh, ân tình nhiều thứ. Nó là như thế. Cho nên đây là những cái mà tôi nói là đơn giản nhất mà chúng ta có làm được chưa. Học những lời thầy tôi dạy, tôi nói thật sự in trí rất nhiều điều mà tôi cảm thấy rằng, thưa thầy, trong đời con vẫn không làm hết những điều mà thầy đã từng làm. Có những cái con không chiến thắng mình nổi. Đó là như thế. Người Phật tử khi học đạo phải để ý những cái chỗ này. Chúng ta khác người. Khi chúng ta chấp nhận chúng ta là Phật tử, chúng ta là học đạo, chúng ta phải khác người. Đừng so sánh với đời. Nếu chúng ta so sánh với đời, chúng ta không là Phật tử. Nếu chúng ta so sánh với đời, chúng ta không là thầy tu. Bởi vì nếu mà chúng ta so sánh ngang với họ thì còn gì nữa để nói, và cũng không còn cái gì để gọi là một người cần tu học. Ở đây nếu chúng ta cộng trừ nhân kia phải trái thiệt thòi hơn thiệt quá, xét nét quá, thì đạo lý giảm dần, lương tâm giảm dần. Đó là chuyện rất là đương nhiên rồi. Những lời của Đức Phật dạy, chúng ta hãy bình đẳng hơn với chúng sinh, hãy cảm thông với những người khổ đau, hay là mọi thứ. Lời dạy rất đơn giản mà cả đời muốn làm nó thật sự khó vô cùng. Phải khó vô cùng. Mà nếu mà chúng ta làm được vậy, chúng ta mới làm được đạo, và chúng ta mới là trở thành người sống có ý nghĩa. Còn muôn vàn thứ, nhưng mà ở đây không mang cái nghĩa là liệt nêu ra hết, làm sao nêu hết được. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với các vị thêm một điều nữa. Hãy tập thương những người khó thương. Bởi vì những người dễ thương người ta thương thừa rồi. Có phải vậy không? Các vị thường thương những người dễ thương hay thương những người khó thương? Hả? Dễ thương đúng không? Những người mà gọi là ăn nói cọc cằn, mà con nói cà chớn như tôi đâu có dễ thương đâu. Những người nói nhẹ nhàng êm ái dễ thương hơn thầy chứ. Cơ bản nhất chúng ta hay thương những người dễ thương. Nhưng mà thương những người dễ thương khó dễ? Người dễ thương thì chuyện quá dễ để thương, và thừa người thương. Còn những người mà không dễ thương, họ cần chúng ta thương mà chúng ta không thương. Cho nên là bắt đầu lúc này vận dụng cái gì nữa? Hả? Vận dụng cái gì? Hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bắt đầu là vận dụng là hay làm những việc khó làm nhé con. Mà cái này tôi nói thật sự, người con Phật phải làm. Tôi thấy một số gia đình người cha người mẹ cũng làm được. Một số người cha người mẹ thấy gia đình mà những đứa khuyết tật, những đứa nó ngu hơn những đứa khác, những đứa nó kém xinh hơn những đứa khác, cha mẹ lại đặt một cái đình tình cảm cho nó nhiều hơn. Một vài người làm cha làm mẹ, tôi khâm phục cái điều này. Người làm cha người mẹ là dĩ nhiên thương con bình đẳng, nhưng có những hoàn cảnh người ta tâm sự, thầy nó thiệt thòi quá nhiều thì con phải bù đắp cho nó, vì nó là giọt máu của con. Như vậy những người nói như vậy nói bằng lương tâm. Và nếu một người anh người chị trong nhà ganh tị, nói vậy mà đi thương nó nhiều, người đó lại thiếu lương tâm. Nếu đánh đổi lại, mày như thế để tao thương mày nhiều mày chịu không? Đúng không? Như vậy tại sao mày không suy nghĩ những điều như vậy? Nếu mày như vậy tao sẽ thương nó gấp đôi nữa, mày làm không? Không dám làm. Vậy thì sao? Khi tu học theo Phật rồi cũng phải làm những việc khó làm. Tôi không kêu các vị khó bằng trời, mà khó đơn giản giữa kiếp người này thôi. Chỉ cần thấy rằng một người không thật sự dễ thương nhưng chúng ta thương, là chúng ta bắt đầu tự tu tập và phải tự chiến đấu lấy chính mình nữa đó. Cái câu chuyện mà các vị nhớ, tôi kể các vị nghe câu chuyện mà chú tiểu ăn cắp không? Ở trong chùa cái chú tiểu này ăn cắp.
Nhiều lần đại chúng thưa lên với hòa thượng trụ trì, cái chú tiểu này không xài được, nó tệ quá, nó hư quá, nó xấu quá, nó phải ăn cắp đang kêu này này kia kia nọ. Nhiều lần lên thì hòa thượng cũng phân xử, cũng dạy, cũng răng tất cả mọi thứ, mà chú tiểu không bỏ. Chú tiểu vẫn chứng nào tật nấy hoài. Rồi sao? Thì một hôm đại chúng cảm thấy quá bất mãn về cái cách xử sự của thầy mình, cả đại chúng mới quỳ lên áp lực với hòa thượng trụ trì: thầy à, lời cuối con thưa với thầy là giữa đại chúng tụi con và chú tiểu thầy chọn ai? Thì hòa thượng ngậm ngùi một chút nữa, hòa thượng mới trả lời rằng: thôi thì tụi con đi đi, thầy chọn chú tiểu. Đại chúng ngạc nhiên quá về cái cách hành xử của thầy. Vậy là cả một đại chúng này không bằng cái thằng hư đốn này sao? Đại chúng nghĩ vậy, nhưng không hiểu được lòng thầy. Hòa thượng mới từ tốn nói: tại sao thầy chọn chú tiểu? Đâu phải nó nên đâu. Nhưng mà thầy hiểu rất rõ, trong chùa không thương nó được thì cả xã hội này ai thương nó được con? Nếu các con ở đây, các con là người có đạo đức, các con sống tốt, các con thông minh, các con giỏi giắng, các con đi ra nơi nào các con cũng sống được, nơi nào các con cũng có Phật tử quỳ kính để mà cung phụng, cúng dường, lo lắng. Còn đứa này nếu thầy đưa nó ra, ai làm chuyện đó vậy đó? Như vậy nếu thầy không nuôi nó, nó sẽ chết. Mà thầy không nuôi tụi con không chết. Thôi vậy thôi, cuối cùng để thầy nuôi chú tiểu này. Như vậy ứng xử của một vị thầy hay làm những gì khó làm, nhưng mà những người tu có đạo lý lắm mới làm được. Và cuối cùng chú tiểu khi nghe hòa thượng nói như vậy, hòa khóc và xin đảnh lễ lần cuối cùng, và không bao giờ trở thành người hư đốn và xấu xa nữa. Như vậy thì các vị thấy gì? Hay làm những gì khó làm, có nghĩa là tập thương những cái gì khó thương. Vừa rồi khi mà trên tu viện Từ Văn có một sư cô đó bị bệnh tinh thần. Không phải là từ ban đầu mà tinh thần cũng bị bệnh, nhưng mà do chấn động tinh thần nó nhiều thứ. Xin lỗi, tôi không nói ai và không nói ở đâu, nhưng mà tôi nói một cách chung vậy thôi. Thật sự trong quá trình mà sư cô này tu tập ở một ngôi chùa đông người, sư cô này có thương một người đồng đạo, thương theo dạng giống như là đồng phái đó. Thì trong quá trình tu học như vậy, ở trong đại chúng mới phát hiện được điều này. Và cuối cùng là người đồng đạo đó sau đó bị tai nạn chết, hay là bị bệnh chết gì đó, thì cậu bị chấn động tinh thần. Thay vì những huynh đệ cùng buồn nó khác, nhưng mà cô này vì thương theo dạng tình cảm, cho nên cái buồn của cô này khác. Chính vì khi phát hiện được cô này buồn khác, rồi sau đó cô này bị chấn động tinh thần là giống như bị mát mát vậy đó, thì cuối cùng đại chúng không hoan hỷ nữa, giống như là khinh thị, người giễu cợt, người chỉ trích mọi thứ. Rồi cuối cùng cô này xách gói lang thang đi khắp nơi, trong đó có ghé tại tu viện tôi. Thì trong khi ghé tu viện tôi chả biết là cô này bị cái vấn đề đó, mà cô vô tự nhiên là cô vô cái cổ xin ở lại chùa. Thì ở văn phòng nói là: cô à, chùa này chùa tăng, nếu cô ở lại cô dùng cơm hay là đi tham quan chơi được, nhưng mà lưu lại qua đêm là không tiện. Thì nếu có thể bất đắc dĩ thì có thể sắp xếp là cô ở lại chỉ một đêm như vậy thôi, chứ không tiện ở lâu. Nhưng mà trong chùa cô không biết cổ là như thế nào. Thì cuối cùng cô không nói gì, cô lên chánh điện cô ngồi. Cổ ngồi từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Và lúc đó tới giờ mà tu viện đóng cửa, thì tu viện mới nói rằng: ồ sao tới giờ này cô lại chưa về? Thì cô nói là: thôi bây giờ cho cô ở lại. Nhưng mà ở lại như thế nào? Cô nói là ở lại nhưng mà xin ngủ tại chánh điện này. Nó đâu có được. Kêu xuống không xuống. Cuối cùng cô nói là ở lại nhưng mà xin ở lại mà ở tại chánh điện này, ngủ ở trên chánh điện luôn. Nói không có được cô à. Như thế. Rồi cuối cùng sau đó rồi tôi cho người ra mời vô là sắp xếp cái phòng cho ngủ. Thì thật sự mà nói, phòng thì cũng không phải là sang lắm, nhưng mà cũng phải là tiện. Nói chung là cũng tạm để mà giúp cho mọi người qua đêm là chuyện bình thường. Thì các vị nào từng ngủ ở trên chùa tôi ăn chay nằm đất hiểu rồi. Thì sau khi đưa cô cổ vô, cái cổ làm sao phải không? Cổ mới vừa bước vô cô đó: hôi quá, không được. Rồi cổ chạy ra. Thì tôi mới hỏi với đại chúng á, tôi nói
bộ cái phòng nó dơ lắm, không dọn dẹp để cho người ta ở mà người ta hôi nha. Nó đâu có, mới ngày hôm qua cái gì do phá tu rồi có khách rồi cũng lao quét dọn sạch sẽ, ở trong đó có đầy đủ mọi thứ mà này kia kia nọ. Tại sao là như vậy? Cậu nói thôi bây giờ lên chánh điện à, không ở dưới này, cái gì này hôi lắm. Nhưng mà thật sự rằng tôi cũng bước vô, tôi cũng thăm thử cái phòng, không có những điều như vậy. Cũng có phương tiện tạm thời, nhưng mà cậu nói như vậy để chi? Ý cậu là muốn ngủ trên chánh điện chứ không muốn ngủ dưới này. Rồi tôi mới ra, tôi mới nói chuyện với cậu đầu đuôi này kia nọ. Tôi nói thôi bây giờ ở chùa là chùa Tăng, cô đến đây cô là khách, cho nên ban tổ chức sắp xếp như thế nào thì cô như thế nấy. Điều quan trọng nhất là phòng này dành cho cô một sự an toàn, cô ngủ trên chánh điện là không có an toàn. Thế rồi bây giờ thầy chỉ khuyên cô rằng là hồi chiều giờ cô chưa ăn cơm thì thầy nghĩ cô nên để đồ đây rồi tắm rửa rồi ăn cơm này kia mọi thứ. Cô nói cô không đói, cô không ăn. Tôi nói nếu cô không ăn thì thôi cô vô phòng này cô nghỉ đi. Thì khi có can thiệp của tôi thì cô không có chống trái, cô nghỉ. Thì sáng tôi mới sắp xếp người ở trong chùa là tôi bây giờ là thấy cô không bình thường cho nên là không thể để cho cô đi lang thang được. Cho nên tôi mới sắp xếp trong chùa là đưa cô đi lên bệnh viện thần kinh để khám tất cả mọi thứ cho cổ, không cần biết cổ là ai, nhưng mà chúng ta phải làm việc đó. Đi lên trên đó khám thuốc men mọi thứ rồi, sau khi đó rồi hỏi cổ nơi nào, gửi tiền xe và đưa cổ lên xe đàng hoàng cho cổ về. Nhưng mà sự thật mình không có giấy tờ đầy đủ, mình đến đó người ta không làm. Không phải là mình dẫn người lên là mình kêu điều trị người ta điều trị đâu. Mình không có một cái người để bảo đảm đứng chứng gì mọi thứ về người này là người ta không làm. Phải hỏi tri nguyên lại mới biết là ngọn nguồn mọi thứ của cổ. Rồi tôi cho người sắp xếp xe và cho một người theo xe để đưa về đến nơi đến chốn, mà tôi dặn cái người đó đàng hoàng, thầy hãy đi đến đó, thầy nói với người ở nơi đó đàng hoàng, nên thương những người như vậy. Họ là những người đồng đạo, nhưng có thể nghiệp chướng họ hơn chúng ta. Vì vậy hãy mở rộng lòng từ bi đón nhận, đừng khinh thị họ, đừng chê trách họ, đừng đổ oán họ. Hãy tạo cho họ một cảm giác thật sự an lành, để họ có thể cùng tu với mình, hoặc là giúp cho họ đỡ áp lực về thần kinh. Chứ còn bằng không sự nhìn nhót của đại chúng một cách khinh thị, gây vào áp lực, mặc cảm, tội lỗi trong lòng nhiều thứ, cô này sẽ bị thần kinh mãi mãi mà không bao giờ khác hơn được. Cho nên tôi dặn những lời rất chi tiết, khuyên rằng về hãy bao dung độ lượng mọi thứ, để cho cô được an ở trong ngôi chùa của mình. Nếu một đại chúng tu hành không giúp một người như thế này hết khổ thì các vị làm cho ai hết khổ trên cuộc đời? Các vị chỉ tôi coi. Một người đồng đạo gần với chúng ta không làm được điều đó, chúng ta làm với chúng sinh, chúng ta nói chuyện xa vời. Như vậy thì trước mắt là những người đồng đạo, những người cần sự chia sẻ này, chúng ta cũng phải làm một cách như một lương tâm. Chưa làm được như lòng từ bi với Đức Phật thì cũng làm như một cái người có lương tâm chứ. Vì vậy đó là những điều mà tôi khuyên khích, tôi chia sẻ với những cái người mà gọi là có cái hoàn cảnh như thế. Và ở đây là tôi muốn nói với các vị là hãy tập thương và thông cảm những người và những hoàn cảnh khó thương. Nếu người dễ thương người ta thương hết rồi, ta đâu có bỏ rơi đến mình thương. Thì thôi bây giờ nếu trong cuộc đời mình đã chọn những con đường có lý tưởng như thế, hoặc là mình có trái tim sống theo Phật một chút, thì hãy dành một cái gì đó cho những người bất hạnh, những người kém may mắn hơn nhiều người khác trong cuộc đời một chút, để gọi là từ bi. Thương những người dễ thương không hô từ bi, tôi không tin đâu. Chia sẻ giúp đỡ với những người toàn là như vậy không thì chưa đúng nghĩa. Thì nó là như thế. Đây là những người khi học Phật cần phải để ý. Cho nên tôi chỉ nói với các vị là mang cái tính cách là ứng dụng trong cuộc đời với những gì mà Đức Phật dạy. Nghe nữa không hay là dừng tại đây? Hết giờ nhé. Nữa không? Nữa hả? Xin thưa các vị, tôi hỏi vậy là tôi muốn còn một ý nữa cũng rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Không mang cái nghĩa giáo lý cao siêu, nhưng mà mang cái nghĩa là làm sao ứng dụng những điều rất là cơ bản trong một con người của chúng ta giữa cuộc đời này. Bây giờ tôi dừng cái việc mà tập thương những người khó thương ở chỗ đó. Nhưng một điều này khó hơn một chút nữa là cái gì? Chúng ta hãy tập tha thứ cảm thông cho những người là người oán, kẻ thù đối với chúng ta. Nói một câu đơn giản là hãy tập tha thứ bao dung với kẻ thù. Cái này dễ hay khó? Cái này khó hơn một chút nữa. Nhưng mà không phải là chuyện trên mây trên gió.
không phải chuyện trên trời, cũng không phải chuyện ở cực lạc, chuyện giữa nhân gian. Chuyện người xưa làm được, Đức Phật làm được, những người tu tập làm được, những người ứng dụng giáo lý của Đức Phật Như Nghiễn làm được. Trước khi tôi chia sẻ vấn đề này, tôi kể cho các vị nghe một đoạn pháp thoại mà tôi được nghe từ Hòa Thượng Nhất Hạnh. Bởi vì điều này tôi phải mượn những cái bậc mà gọi là có cái hành thâm về Phật Pháp thì mới quả may là có thể chia sẻ được các vị điều này. Còn nếu không, tôi sẽ nói với các vị bằng những chuyện trong kinh điển, thì các vị nghĩ rằng chuyện này là của Bậc Thánh, chuyện này của Phật, chuyện này của cái gì xa vời, chứ không phải là chuyện của các vị đang là. Thương một người không dễ thương là không dễ rồi, bây giờ kêu thương kẻ thù, cái chuyện này ảo tưởng quá, ảo tưởng quá. Nhưng đây là điều mà tôi muốn chia sẻ các vị. Tôi nghe một đoạn trong pháp thoại của Hòa Thượng Nhất Hạnh, khi Ngài về Việt Nam, Ngài giảng, Ngài kể lại một cái chuyện là thời gian Ngài còn ở tại nước ngoài và nghe báo chí, đài đưa tin một nhóm thuyền nhân của Việt Nam. Cái từ thuyền nhân là mang cái nghĩa là những người đi vượt biên á, thì bị cái nhóm cướp biển của Thái Lan họ hãm hại, và trong đó những trẻ em 12, 13 tuổi bị hãm hiếp. Và trong đó có một cái gia đình là bé gái này 13 tuổi bị một hải tặc Thái Lan hãm hiếp và sau đó là vứt xác xuống biển. Người cha thấy chuẩn bị vứt xác xuống biển mới đến can thì họ lại ẵm người cha này thảy xuống biển trước. Nói chung là những việc này nhiều thứ bi đát, nhưng mà tôi muốn nói một cái đoạn này thôi. Thì Hòa Thượng nghe đài nói lên những cái chuyện như vậy thì cái lòng hận thù trong những cái nhóm người mà sau khi mà vượt biên được qua tới bệnh, họ ân hoán và những người bên bệnh họ thù á, thù rất lớn. Thì Hòa Thượng nói là trong một đêm đó Hòa Thượng không ngủ được. Khi nghe cái tin như thế là Hòa Thượng không ngủ được. Trong cả đêm Hòa Thượng đi kinh hành trong khu rừng và Hòa Thượng mới tư duy. Thì sáng hôm sau Hòa Thượng có thể tha thứ được, cởi mở được, và Hòa Thượng có thể đằng cho chúng ta một giải pháp để có thể tha thứ cho kẻ thù. Giải pháp như thế này, Hòa Thượng nói trong đêm Hòa Thượng ngồi quán chiếu, hít thở sâu và để tâm, coi như là để tâm một cách lắng động nhẹ nhàng, và Hòa Thượng mới tư duy. Rồi Hòa Thượng nhận ra cái điều nó diễn ra như một vở tuồng mà trong cái đầu của Ngài. Ngài suy nghĩ, Ngài nói là nếu 20 năm trước Ngài là một cái đứa trẻ sanh ra vùng duyên hải của Thái Lan, nghèo khổ, không được ăn học, không được xã hội quan tâm, không được lo lắng, một cái làng xóm này nghèo đói, thì như vậy ngày nào đó có một cái kẻ nào đó rỉ bên tai nói rằng cái đám thuyền nhân nó đi ngang vùng biển chúng ta, nó là những người mang theo vàng bạc rất nhiều, nếu chúng ta cướp họ một chuyến như vậy chúng ta có thể sống một cả đời sung sướng và hạnh phúc. Như vậy nếu tôi là một người sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy, không được giáo dục, không được học hành, cha mẹ từng là người đi làm biển nuôi sống qua ngày và rất là gian khó như thế, thì ở đây tôi là một cậu bé lớn lên trong một hoàn cảnh như thế thì tôi cũng có thể trở thành kẻ cướp biển. Và như vậy thì như thế nào? Tôi sẽ nghe lời những cái đám này kêu gọi và tôi sẽ đi. Bởi vì đầu tiên của tôi không nghĩ rằng cái đó là tội ác, tôi không nghĩ cái đó là vi phạm pháp luật, tôi không nghĩ cái đó là mất nhân tính, mà tôi chỉ nghĩ vì tôi muốn kiếm được cái gì đó để tôi khấm khá hơn, để tôi tốt hơn những cái cuộc sống nghèo đói đang là của tôi. Đạo đức không có, dạy dỗ không có, học hành không có, sự quan tâm của xã hội không có. Tôi giống như một con người bị bỏ rơi lạc loài, như một con ma đói giữa cuộc đời này, thì tôi làm sao có cái ăn cái mặc là cái điều đó với tôi. Và nếu tôi hành động một hành động gì đó, anh đem súng ra anh bắn tôi chết, tôi còn không diễn dịch được điều đó. Nếu mày bắn tao tao chết vậy thôi, tôi còn không cần cái điều đó là cái chánh nghĩa, cái phi nghĩa, cái gì. Và Ngài nói trong cả đêm Ngài mới suy nghĩ rằng, Ngài nói nếu chính bản thân Ngài sanh ra trong một hoàn cảnh như thế thì Ngài lớn lên rất có khả năng Ngài cũng trở thành cái tên cướp biển để làm những chuyện mà thiên hạ nguyền rủa và người ta oán hận suốt một cuộc đời như thế này.
Cho nên hòa thượng nghĩ cho tới nơi tới chốn, thì hòa thượng nói là nếu nghĩ đến tận cùng của vấn đề thì bắt đầu mình khởi lên lòng có thể là tha thứ được. Bởi vì nó không xuất phát từ hận thù mà nó xuất phát từ hoàn cảnh. Có nghĩa là bất cứ một ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng có thể trở thành những kẻ cướp biển và giết người không gớm tay, và hành xử mọi thứ nó rất là bị ổi như vậy. Vì chúng ta có đạo đức, chúng ta có lễ nghĩa, chúng ta có này có kia, cho nên chúng ta mới thấy hành động nào là xấu xa, bị ổi, hành động nào là đạo đức, hành động nào tốt, hành động nào xấu, chúng ta giải thích được, chúng ta hiểu được, chúng ta kiểm soát mình được. Nhưng mà có những người không có khả năng để làm điều như thế. Cái này họ làm một cái gì? Một cái hậu quả của một xã hội đang là như thế. Cho nên có những người bị hãm hiếp nhưng mà cuối cùng rồi họ không chết, nhưng mà họ lại có con với những người cướp biển. Cho nên trong đầu của họ rất là thù cái bào thai. Họ nghĩ làm sao phải giết cái bào thai này, hoặc họ sanh ra là giết liền, hoặc họ nhờ bác sĩ giúp cho họ giết liền. Trong những cái trường hợp như vậy, Hòa Thượng mới chia sẻ rằng những hoàn cảnh như thế, nếu chúng ta bỏ rơi một con người mới đến như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng hãy đem lòng từ bi đối với những hạt giống này và nuôi dưỡng cách nào để nó đừng trở thành những cướp biển như vậy. Nuôi dưỡng cho nó có ăn, có học, có đạo đức, có tất cả mọi thứ, bằng lòng từ chăm sóc nó như vậy và hướng dẫn cho nó để trở thành một con người mà gọi là có ý nghĩa và hữu dụng hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng đỡ có ác cảm nhiều thứ trong lòng. Đây là cái điều mà khi Hòa Thượng nói, tôi nghĩ rằng khi tu tập để tâm sâu sắc, quán chiếu, nhìn ngó đến những cái vấn đề này không phải dễ. Cho nên tôi nói với các vị là tha thứ cho những cái người mà gieo oan trái với chúng ta, tha thứ cho những người đã từng tàn ác với chúng ta, tha thứ với những người từng hãm hại chúng ta, cái điều này không dễ. Tôi nói là điều này không dễ. Và bản thân tôi cũng đã trải nghiệm ít nhiều, mặc dù những điều xảy ra với tôi không ghê gớm như những người thuyền nhân gặp phải. Những điều trong cuộc đời của tôi nó mang cái nghĩa ở một mức độ mặc cảm, và cái này cái kia, sự dồn nén nhiều thứ thôi, có thể là một cái sự mà gọi là nó hiểm độc hơn một chút thôi, nhưng mà chưa vậy. Nhưng mà tôi cũng nhờ học Phật để tôi dặn lòng rằng một người tu không để thù hận trong lòng. Cho nên tôi mới nói được với các vị trong bốn câu thơ mà tôi nói với các vị, trong đó cái câu là ra đi để rửa thù cho nước đó. Tôi nói tại sao không nên để cái câu đó trong bài thơ với một người tu sĩ như vậy? Là vì sao vậy? Tôi cũng đã tự dặn lòng mình và ứng dụng theo lời Phật dạy để vượt qua tất cả những cái gì đó, để tự kiểm soát thân tâm của mình, sống theo lời Phật dạy. Phải nói rằng cả một cái quá trình mà học tu, được lắng nghe, được sự dạy dỗ và được sự tìm hiểu, phải nói đó là những cái chất liệu rất quý báu. Nuôi dưỡng được từ những cái nguồn như vậy, nó sẽ làm cho con người chúng ta nuôi trồng lên một cái nhân tố nó lại khác hơn những người mà chưa có điều kiện này. Và vì vậy trong cái bài giảng này tôi nói một cái góc độ thôi, dĩ nhiên là còn nhiều vấn đề nhưng mà không thể nói hết trong một buổi giảng với các vị. Tôi chia sẻ như vậy để các vị cảm thấy rằng học Phật là một việc, hành theo Phật lại là việc khác. Và vì vậy khi chúng ta học và làm theo Phật, hãy cố gắng vượt qua tất cả những gì khó khăn, đừng quá ư là chúng ta xét nét để cộng trừ nhân chia quá. Những lúc chúng ta yếu lòng, những lúc chúng ta bỏ cuộc, những lúc chúng ta hay nói thối tâm vân vân, thì chúng ta cần phải xét lại. Đạo Pháp không phải là cái dễ hành, và cái cũng không phải dễ gặp trong cuộc đời. Mà bà Võ Tắc Thiên cũng từng nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà. Vì vậy chúng ta là người học theo Phật cần phải ứng dụng một mức độ nào đó để chúng ta được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời vốn phức tạp này, vượt qua những chông gai thử thách trước mắt là với những người thân của chúng ta, sau đó rộng hơn với những chúng sinh trên cuộc đời. Và điều này tôi không ép các vị làm, mà tôi chỉ phân tích và đưa ra cho các vị như một giải pháp. Và khi các vị dựa vào những giải pháp này để tư duy quán chiếu, các vị thấy rằng cái gì làm được trong tầm tay nên làm, đời người không có hẹn, cái gì làm được để có ý nghĩa cho mình và cho chúng sinh nên làm. Và nhất là những điều mà gọi là những điều gieo thù chuốc oán với chúng ta không phải dễ tha thứ. Nhưng xin lỗi với các vị, thầy tôi là người làm được chuyện đó. Tôi xin nói thầy tôi không phải là chứng tỏ mình thần thánh, nhưng thầy tôi có một điều làm được chuyện đó là
không bao giờ hận thù với những người đã làm đau khổ cho chính bản thân thầy tôi. Trong cuộc đời, không mang ý niệm trả thù, cũng không mang cái nghĩa là nuôi thù chuốc oán. Sự cảm thông, bao dung, độ lượng, điều này dường như là có sẵn trong máu của thầy tôi hơn là cái quá trình học Phật. Rồi sau đó, Phật Pháp là một phần để giúp cho cái hạt giống đó được trưởng thành và lớn lên. Cho nên trong cuộc đời thầy tôi, những ai gieo oán, những ai mà nói oan, những ai mà làm những điều mà gọi là trái ý nghịch lòng, thầy tôi ít bao giờ phản ứng liền, mà đôi khi thầy tôi trầm ngâm để tư duy hơn là cái phải nói. Thầy tôi ít bao giờ trả lời bằng miệng với nhiều thứ lắm, thực hiện bằng hành động hơn là bằng miệng. Phải làm một cái điều gì để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn mọi thứ bằng cả một sự bao dung độ lượng. Cho nên việc mà học Phật và hành theo lời Phật không phải dễ, mà người Phật tử chúng ta đã sống được theo đạo Pháp cho tới bây giờ cũng là không phải dễ. Đôi khi là chúng ta thấy rất khó, nhưng đừng quá ư là cộng trừ nhân chia giữa cuộc đời này. Chúng ta hãy sống một cách rất là có ý nghĩa, rồi mọi thứ đều có ý nghĩa và giá trị của nó cho cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày sau. Trong buổi nói chuyện ngày lễ quý kỵ này, tôi muốn gợi ý cho các vị một vài cái phương thức để ứng dụng hành trì, mà nhất là để dặn lòng mình để vượt qua những cái ngưỡng của một cái tâm lý của con người thông thường mà không dễ gì có thể chúng ta vượt qua được. Bằng cái câu nói rất đơn giản của thầy tôi là hay làm những việc khó làm, mà tôi có thể lấy một phần làm kim chỉ nam để khích lệ cho mình vượt qua tất cả những cái thử thách để có thể làm một cái việc gì đó có ý nghĩa hơn cho bản thân mình và chúng sinh. Chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.